Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con bơm thương hiệu Toyota Made in Japan, chuẩn chỉ hàng nội địa Nhật. Đây, tất cả các cái thông số kỹ thuật cũng như chữ Made in Japan nhé, đều được khắc chìm ở dưới này nhé. Đây, những chữ mà màu trên cái màu đen này đều là chữ chìm ở dưới hết. Thương hiệu Toyota 12V, cường độ là 6A 6A, công suất là 120W, Made in Japan. Đấy. Đây, các cái thông số kỹ thuật thì mình sẽ bắt nét, mình giới thiệu các bạn. Đấy, ở đây tổng cộng như trên con này là các bạn đọc đây số 8, đúng không? Số 8 tức là đây. Chớm tới cái vạch đỏ này là số 8, tức là công suất thiết kế an toàn của cái máy này là 8 kg. Thực ra thì cái bơm này các bạn dùng cho bơm ô tô, xe máy và xe đạp. Đấy, thì đa phần không dùng tới cái áp suất này. Thường thường thì như xe đạp ở đây thì mình thường bơm tới 7 kg thôi, trừ những con xe đua nhé. Những con xe đua mà phải vỏ xịn thì có thể đạt 8 kg, 9 kg, nhưng mà xe đạp thông thường thì từ 7 kg trở lại, còn thông thường là 6 kg thôi, 5-6 kg loanh quanh đó. Tức là vỏ càng nhỏ thì ký càng lớn nhé. Còn những cái con mà chạy hông 28 với lại hông 32 thì mình bơm loanh quanh 5-6 kg. Còn xe máy của mình ấy, thì thường thường mình bơm là bánh trước 2,5 kg, bánh sau thì trên 3 kg tí. Và theo mình được biết thì ô tô cũng vậy, những cái xe 4 chỗ thì anh em nó cũng bơm loanh quanh khoảng 2,5 kg. Và nói như vậy để biết là con bơm này nó đã đáp ứng tất cả những cái yêu cầu cho các dòng xe ô tô 7 chỗ trở xuống. Đó, xe máy, xe đạp đều chạy được bình thường. Vậy thì các bạn đã hỏi mình là cái dây nó dài không? Được 2 mét không? Thì mình nói 2 mét thì không có, nhưng mà nó có là 2m75. Tức là chiều dài của cái dây đây, các bạn nhìn kìa. Đây ạ. Đấy, mình kéo từ kia nhá, về tới đây. Vòng ra cái dây từ máy tới tàu cắm là 2m75, tức là nó gần 3m các bạn ạ. Đây, và hiện tại thì cái tàu cắm đã được cắm vào cái ổ cắm của cái cục đáp, cục chuyển nguồn. Thì hiện tại mình đang cắm ở cái cục chuyển nguồn là cục này này. Đây. Đấy, cục này là thông số kỹ thuật của nó là 12V, 10A nhé, tức là 10A. Đó, thì trên thị trường nó có bán 10A, 5A, rồi 2A. Nhưng ở đây mình chọn cái 10A, bởi vì dòng điện nhiều lúc nó không phải lúc nào nó cũng đủ vôn của nó. Tuy rằng nhà mình có chạy ổn áp ấy, nhưng mà nó cũng mình cứ xài loại này cho chắc cú. Đấy, thì một bộ của nó nhé, là cái máy bơm. Một bộ máy bơm nhé, là nó chỉ tính từ đây ra đây nha các bạn. Từ đây ra. Đấy, còn đây là phụ kiện. Đấy, phụ kiện các bạn mua thì mua, không mua thì thôi. Cái này cũng vậy nữa. Bởi vì nếu các bạn xài cho ô tô không thì chỉ cần cái này rồi. Cắm vô ổ của ô tô nó có cái ổ cắm nhé. Đấy. Rồi. Đây, hiện tại thì mình đang cắm cho cái ổ lưới của mình nhé. Đấy, chỗ cái xưởng này đang cắm này. Đấy, và dây các bạn nhìn này, nó kéo dài tút được kia. Dây con này là ô tô 7 chỗ cắm quay hướng nào cũng được nhé, đều bơm bánh sau thoải mái nhé. Rồi, đấy là các cái tính năng của bơm. Còn bây giờ thì mình bơm thử để các bạn xem cái việc bơm. Đối với mình sử dụng cái bơm này nhé, việc bơm bánh xe ô tô, xe máy, xe đạp thì nó đơn giản như thế nào. Hiện tại là cái bánh xe máy này mình đã xả hơi ra hết rồi. Mình cắm cho bạn xem nhé. Đây, rất đơn giản, các bạn nhấc lên này. Mình chỉ dùng một tay này cắm này, bẻ xuống này. Rồi xong, công việc cài bơm đã xong. Và đây. Ở đây, khoan trước khi bơm này mình giới thiệu thêm cái này nhé. Con bơm này nó tích hợp cả đèn pin nữa các bạn ạ. Đấy, cả đèn pin luôn này. Đấy,
Đây, mình sẽ khi mà các bạn bơm ở những điều kiện trời tối là bạn bật đèn lên. Có đèn nhé, này, đấy. Và mình bơm ban ngày thì mình tắt nó đi. Trừ trường hợp mà bơm dọc đường nó hết hơi và buổi tối mình cứ bật nó lên là nó sáng này. Các bạn có thể thao tác cắn bơm được. Hoặc là vừa thay cái đèn pin nữa, nó công dụng cực kỳ luôn. Rồi đây, mình sẽ bấm bơm cho bạn xem nhé. Ở trong cái vòng trong, nó có số bơm an toàn. Tức là từ 1, 2, từ 1 tới 8 nhé. Thì nó ở số vòng trong nhé. Các bạn khi bơm, các bạn nhìn số 1 này, số 3 này, số 2 này. Đấy, tức là cái số vòng trong chứ không nhìn những cái số đỏ bên ngoài nhé. Rồi, bây giờ mình bơm cho các bạn xem. Này. Rồi, đúng 2,5 kg. Đó. Đây là xe máy nhá, rất đơn giản đúng không ạ? Lên hơi cực mạnh luôn. Đấy các bạn thấy không? Cái bơm cái này mình xả hết hơi rồi nha. Đấy, mình bơm tí cái đủ cái bánh xe máy này. Và bây giờ thì mình tiếp tục mình test cho các bạn xem cái đây, mình sẽ test cho các bạn xem cái bơm xe đạp nữa. Đây nhá, là cái bánh xe đạp nhá. Cũng rất đơn giản thôi, cắm vô, bóp phát. Đây nhá, vỏ bánh xe đạp thì mình, bánh này mình sẽ bơm khoảng 4 kg nhá. Tại cái 4 kg đi, cho nó chắc cụ. 4 hoặc 5 kg cũng được nữa. Cái vỏ này nó cũng cũ cũ rồi. Đấy. Đây, như vậy là cái này là cứng lắm rồi. Cái này cái vỏ hông lớn cho mình bơm hơn 4 kg tí thôi. Tại cái hông này là hông 32, mình bơm sẽ là bơm 4 kg là nó đã căng lắm rồi. Đấy. Thì đấy nhá, toàn bộ cái con bơm, tức là cái bơm thì nó sẽ từ đây. Cái bơm thì nó sẽ từ đây. Tới đây. Đấy, và khi bán cái bơm này mình có kèm theo cái đầu này nhé. Đấy, còn cái mặt cái không kèm cái này nhá. Bởi vì các bạn nào cần ở nhà bơm thì mới dùng cái này, còn không các bạn đi di động thì các bạn chỉ cần cái này thôi. Cái này nếu mà trường hợp mà dọc đường thì các bạn chỉ cần dùng cái này thôi. Các bạn có thể cắm vào tổ ô tô hoặc kẹp trực tiếp vào bình ô tô, bình xe máy là các bạn chơi được rồi. Không cần phải loại này. Còn với những các bạn nào mà xài thường xuyên ở nhà. Đó, xài thường xuyên ở nhà thì các bạn sử dụng cái này, cục này, mua thêm cục này nữa. Đấy, là khi các bạn có một bộ này là chiến tất cả các loại ô tô xe máy từ 7 chỗ trở xuống nhé. Dây dài miên man, dây dài là 2m75, mình nói lại lần cuối là dây dài 2m75. Hơi lên cực nhanh, mình đã test cho các bạn xem rồi đúng không? Hàng xịn xò luôn, hàng này là chuẩn nội địa Nhật nhé. Rồi, các bạn mà thích cái con bơm này thì liên hệ với mình. Số 0939086797 để chốt đơn. Còn bây giờ mình xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.